đóng màn lại. Mấy đứa đâu, chuẩn bị dẹp phong màn, dọn đồ lên ghế. Nhanh đi con, nhanh đi. Trời, tôi làm gì vậy? Chị hai chị đang hát mà tự nhiên tôi kêu đóng màn là sao? Hát hò gì nữa, tai họa tới rồi, dọn đi. Tai họa gì vậy? Mấy đứa hậu đài đâu? Chạy kêu tụi nó đưa ghe vô gấp đi, nhanh đi, còn tụi bay hạ phong phi xuống. Trời ơi, tía làm gì con không hiểu hết trơn trời á. Mấy đứa con kêu mấy tía. Đứa vác đồ ra ghe, mau đi. Tía, tía, có chuyện gì vậy hả tía? Mày còn hỏi tía sao? Mình phải dọn đi gấp là tại con đó. Là tại con? Tía đã nói với con rồi, mình là người ở giới thấp, cớ đâu lại trồm lên cao. Tía đã hết lời can ngăn mà con không nghe tía. Bà hội đồng đã biết chuyện con và cậu hai yêu nhau, nên bà đã nổi giận cho người tới dẹp cánh hát của mình. Trời ơi, bà hội đồng mà dẹp cánh hát của tía con mình thì được rồi. Tía à, còn mấy chục anh em bầu đoàn thế tử phải làm sao đây? Trinh ơi, mày giết tía rồi Trinh ơi. Thiệt con không ngờ mà cậu hai hiền hậu tốt bụng như vậy mà bà bầu bà. Trời đất ơi, bà quá đáng quá trời luôn à. Tía, cậu hai có biết chuyện này không hả tía? Chắc là biết nên mới không tới. Vì cậu hai với gánh hát mình đã có thâm tình bấy lâu. Trời ơi, anh Tiên, không lẽ anh lại là người như vậy sao anh Tiên? Ở đó mà còn chẳng với lẽ. Đi vô chùi mặt thay đồ, rồi kêu tụi nhỏ xếp đồ đi ra ghe, nhanh lên. Dạ. Đi đi. Tức quá tía. Dạ. Ơi, để con đi hỏi bà hội đồng cho ra lẽ. Thôi khỏi. Dạ. Mày đi ra đằng trước mày canh đi, không chừng bà hội bà tới liền bây giờ đó. Dạ. Đi ơi, đi ơi. Tới rồi phải không? Dạ, đi cô bà, hai. Tao làm gấp vậy mà còn không kịp. Nhưng... thôi, đi vô. Dạ. Hai người đó hùng hổ dữ lắm phải không? Dạ, dạ. Rồi còn bây giờ, hai con không biết sao bây giờ. Tía đã liệu trước rồi mà cũng không khỏi. Kêu con Trinh rót nước, còn mày vô lấy cái ghế ra đây. Dạ, dạ. Chào cơ. Ông dẹp đồ. Bà đang qua, bà hội đồng bà đang qua. Đi. Rồi, bà qua luôn rồi. Ông bầu đâu rồi? Thằng bầu rảnh đâu? Ra đây tao biểu con bầu rảnh. Dạ bẩm bà. Kêu ông bầu rảnh ra đây tao biểu. Dạ thưa bà, tôi... dạ, tôi tới cái gì? Bà ổng... ai hỏi mày? Nết. Nghiêu thằng bầu rảnh ra đây tao biểu. Dạ bà chờ cho chút. Đem cái áp ra đây. Cái gì? Tao biểu mày nín. Mày ở đây làm nhân chứng cái vụ này, không được quyền nói, có hiểu chưa? Trời ơi, làm nhân chứng không cho nói là... trời ơi, ai đây? Dạ thưa bà, bầu gánh đây. Bầu quá hả? Dạ, dạ. Bầu là ổng. Tại sao nãy giờ mày không nói? Ủa hả, ổng ra bà biểu mày không được nói. Đây, ông là bầu gánh, ông đứng kế bên mày để cho má tôi kêu lát cổ vậy hả? Dạ, tôi có nói chứ, nhưng mà không có ai nghe. Hình như cái vẻ bề ngoài dễ làm cho người ta tin hơn á là sự thật. Trở treo hả? Hả? Dạ thưa bà, tôi không có dám. Mấy người mà không dám. Đúng rồi. Nhìn gì? Nhìn cái gì? Đừng có nhìn, bà moi mắt tụi bay hết bây giờ. Tôi tớ nó giống nhau quá má. Nhìn kỹ lên coi. Nè, một lũ nè. Tôi tớ gì dòm cũng giống nhau à. Trời ơi, có khác chút nào đâu mà chủ với tớ. Đúng là cái đồ sướng ca vô loại mà. Bà, nhìn cái gì? Bà ăn sao? Hả? Bà ăn thịt mày bây giờ đó. Đúng rồi, mấy người nhìn là phải thôi. Vì tôi giàu có mà, đài cát chứ đâu phải giống như mấy người. Cái thứ sướng ca vô loại. Có mấy người là cái thứ sướng ca vô loại mà. Trời ơi, không biết mà bà la thế hớn không. Cô ra đây con nói cô nghe nè. Gì? Để con cắt nghĩa cho cô nghe là con biết liền chứ không ta cường vô mặt mình. Đúng không? Dạ. Sướng ca vô loại nó là cái gì? Sướng ca vô loại có nghĩa là khi mà nó ca thì mình sẽ sướng. Mà mình sướng thì nó mới ca chứ. Thì nó ca thì mình sướng, mà mình sướng thì nó mới ca. Nó ca một hồi mình sướng, mà nó ca mình không sướng thì hồi vô nó bị loại ra, nó không được ca nữa. Vậy có gì đâu vô loại mày? Rảnh quá ha. Đâu có biết đâu, con nói con còn không hiểu mà. Trời ơi, cái thằng mất dịch. Má hiểu không má?
Không biết thì nín đi, bà đặt bà lanh hỏi nữa. Sướng ca vô loại là cái thứ này nè, thứ đào cái phát này nè, không có liệt vô được cái loại nào hết đó con. Dạ bấm bà, xin bà hỏi bất giận. Vì cái thứ chúng tôi á, nhìn ai cũng là con người hết, khi thì làm vua, lúc thì làm quan. Lúc cơ hàng đói khổ gì cũng vậy. Nếu không tin tưởng như bà, có khi nhìn con người mà tưởng con khác đó thưa bà hội đồng. Con khác là con gì? Hả? Dạ, nói gì à? Cái nói con gì à? Nào mà cùng loại với bà thì bà phân biệt được. Nó nói vậy là sao hả cái cha già kia? Con gì mà cùng loại? Con dạ. Gì mà cùng loại? Thôi tôi nói cô cũng không có hiểu đâu, chắc bà hội hiểu hơn cô. Dạ. Ôi, thôi sức đâu mà nói với cái thứ này con ơi. Mời bà ngồi. Trời ơi, đã thấy chưa? Cái thứ này nè, nó dạ. Có thể ngang hàng. Xin lỗi bà, dạ dạ dạ, mời bà hội ngồi. Vậy mới được à? Mới được chứ. Mà à, sao mà cái ghế dơ vậy mà cũng ráng mà ngồi xuống nữa. Má sao kỳ á, con mà không nhắc con dơ cái áo của má. Mày theo tao làm gì vậy? Dạ coi coi có gì vui không theo chơi. Lạ quá, ba lau ghế mày. Vui chơi hả, tôi dạt vô mặt bây giờ. Bây giờ mày lau kỳ vậy, lau kỳ vậy. Cái áo mày một tháng không giặt rồi mày lau gì sao tao ngồi? Kiếm cái gì lót cho má tao ngồi. À, có đem theo tờ nhật trình được không bà? Dạ không. Trời sạch lắm. Cái này để ông hai ta nè. Trời đất trời ơi, nó rách nó ghê chứ. Rồi dạ, đúng rồi đó bà. Cô ba với bà hội là người cao quý. Cái mặt ghế đầu xứng đáng để cho cô ba với bà hội ngồi. Ngồi trên mặt chữ có lẽ là tự nhiên hơn. Dạ. Con chào bà hội đồng, cô ba mới tới. Con mời bà hội đồng vào, cô ba cũng nói. Dạ, nói đó. Trời ơi, ba cái thứ mà nước sông, nước suối á, ai mà thèm đâu mà đem ra đây mà mời. Chị ơi, khỏi mời, sợ đau bụng, có chuẩn bị bình trà rồi. Mày rảnh không? Qua mày rót cho má tao uống hả mày? Con à, nước của mình á, không có xứng đáng để cho bà hội uống đâu. Đừng có làm bà hội giận. Vì nước sông nước suối á chỉ dành cho những người mà có bụng dạ thật thà chất phác uống thôi. Như tía con mình thì uống được nha con. Ý ông nói bà xấu bụng. Gì? Mày nói gì mày? Ai xấu? Ý ông nói là cái bụng bà không có được tốt, uống nước sông nước suối đi đau bụng. Mày lẹ không biết quá. Chúc anh đài đấy phải không? Dạ con à. Trên sân khấu thì kêu xa lộng lẫy lắm, nhưng đừng đem cái kêu xa lộng lẫy đó ra đời mà dù quến con tao. Nên nhớ, phụng thì là phụng, mà gà là gà, không thể nào lẫn lộn giữa phụng với gà được. Đừng có tơ tưởng trèo cao mà mang quả vào thân, đâu có biết chưa? Dạ bẩm bà, con tôi nó có đẹp là nó đẹp ở trên sân khấu, còn ở ngoài đời thì nó vẫn là một đứa con gái bình thường, biết nghe lời dạy dỗ của cha mẹ. Bà yên tâm, nó không dùng cái đẹp để quyến rũ người khác đâu thưa bà. Thôi đi, đừng có đứng đó mà lẻo mép nữa. Mấy người đừng nói chuyện lãng đó hả? Sao má tôi đó đã ra lệnh đuổi, sao mấy người cứ chần chờ? À, hay là tính đốc ná lại đi, chờ hôm nay tôi tới cứu mấy người. Thì ra cậu hai chưa hay biết chuyện gì à? Cho nó biết thì có bất lợi gì, hỡi nó đã u mê say đắm cô rồi, đâu biết gì đến phải quay ngửa đâu. Con già kia có con không biết dạy, để con gái dùng tiếng quyền dòng kè. Con ngốc của hay sao mà chủ chỗ con nhà giàu, mắt dáng bài dài để cùng quên con tao. Dạ thưa bà, tuy chúng tôi nghèo nhưng lòng ngay thẳng. Bà hội ơi xin bà nghĩ lại dùm, cha con tôi rất biết phận mình đây, đâu dám đèo bồng mà rù quên cậu hai. Muốn chi tình yêu thì làm gì mà nên tội, khi đã yêu đâu phân biệt sang hèn. Cậu hai không chê vì chúng tôi nghèo, đâu có ngờ lại trái ý mẫu thần. Nè,
Con dỗ đi thì mấy người sẽ có tôi. Để đem cho mẹ mình là điều không thể. Mấy người là thứ đồ vô loại sướng ca. Nãy giờ tôi nhìn cô đã nhiều tao cô chắc buôn lời miệng thì chúng tôi sao? Là sướng ca nhưng chúng tôi vẫn là con người. Và hạnh diễn gì biết nghệ nghĩa chân luôn đó cô. Cái thằng này mày nói cái gì đó? Tôi nói khỏi đó nhiều. Vậy đừng em ông già kia ông nạt ai ông hộp ông nạt. Dạ không dám. Dạ tôi nói con tôi không dám nói nha. Xuống đây quỳ xuống đây. Quỳ mày quỳ xuống đây. Mày nói nhiều để làm cái gì? Bà hội đã giải như vậy rồi, nói nhân nghĩa ở đây làm cái gì? Bà là người trên người trước, dạy là phải nghe đúng không bà? Đúng rồi. Dạ. Tự nhiên mày đem nghĩa lễ nghĩa nhân luân ra mày trả treo với bà, chẳng khác nào chống đánh xuôi mà kèn thối ngược chứ. Dạ sao? Phải không bà? Đúng rồi. Dạ. Bởi vậy mới nói mày hát lộn tuồng rồi con. Ở đây nè, bây giờ nè, chỉ có biết nghe lời bà hội. Đuổi là phải đi, chửi là phải nghe, bỏ tù là phải chịu. Mày nói nghĩa nhân gì ở đây? Không có ai hiểu hết con ơi. À, không có ai mà như cái thứ mày nói không bao giờ nghe. Nói với mày á, y như đờn gãi tai trâu ha. À, đồ con trâu. Đúng rồi, trâu bò. Trời ơi má, má làm gì mà làm như nhà má rảnh quá, má rảnh qua đây má ngồi má chỉ biết ờ thôi à. Má biết nãy giờ ông xỏ thiên má không? Gì? Ông nói má đó, mặt má đó là con trâu á. Hả? Dám đánh tao là trâu à? Tụi bay đâu? Quăng cái ghế thác từ xuống sông cho ta. Thưa bà. Dạ thưa bà hội đồng và của ba. Tuy chúng tôi nghèo nhưng tự trọng chưa bao giờ tôi nuôi nghi vọng cùng cầu ai nhân duyên nở làm do chỗ tan vỡ đâu có được. Xin bà về báo lại với cầu ai vì lòng thương cầu mà tôi yêu quý cầu chứ tiền của phụ chân không đo được chân tình. Cùng lại bà tha cho con. Con coi như đây là lời cô hứa. Coi cũng đẹp gái quá trời. Hứa là phải giữ lời đó nghe chưa? Dạ. Cái ngân sách này đó phải dọn chỗ khác, nếu không thì mấy người sẽ mang họa. Còn cô, tôi báo cho cô biết, thằng Tiến con trai của tôi sắp làm rể của quan phủ, một căn hộ đối chứ đâu phải cái thứ trôi sông lạc chợ như mấy người. Đừng có tơ tưởng trèo cao mà có ngày mang quả. Dạ thưa bà. Con cha già này nè, khéo mà dạy dỗ con gái của ông, đừng có nói xuông cái miệng. Đúng là đĩa đói mà đòi đeo chân hạ, cứ trôi sông lạc chợ mà. Nếu không nghe lời, cái gánh hát còn đéo hắn tới đây, tao sẽ quăng cái gánh hát và lỡ cái bàn thờ đi xuống sao. Lẹ đi chúng tôi phải đạp thiệt đó. Cái gì? Tía con em ơi. Thôi nín đi, đừng có khóc nữa. Đời là như vậy đó con. Mình nghèo thì mình chịu, nhưng mình phải có lòng tự trọng con à. Dạ. Tía có thể mất tất cả, nhưng tía không thể nào để mất danh dự của mình. Tía có thể để cho người ta đánh đập hành hạ tía, nhưng tía không thể nào để cho người ta chà đạp lên nghề nghiệp và tổ nghiệp của mình. Mày có hiểu chưa? Mày có hiểu chưa? Hiểu rồi.
đi, còn chờ đợi đông ngóng cái gì? Ba bầu ơi, cho con gặp. Trinh, chờ anh với, đừng bỏ anh mà. Trinh, anh đừng có tới lại tôi, tôi sợ lắm. Trinh, Tía, con xin Tía cho con nói chuyện với anh Tiến một chút hả Tía? Ba bầu, Trinh, Trinh ơi, anh Tiến, bao nhiêu cay đắng dồn dập vào gánh hát của tôi, anh vừa lòng, anh vừa lòng chưa? Em cứ mắng nhiếc anh đi. Anh đem tai vạ tới gia đình của tôi đủ chưa? Em cứ mắng nhiếc anh đi, quán chửi anh đi. Anh cúi đầu chấp nhận. Anh chỉ mong em hiểu rằng chỉ vì muốn cứu em Minh mà anh đành phải làm người phản bội. Một lý lẽ rất hợp thời, chưa toan chưa thấu nhiều, toan tin chỉ tiếc rằng tôi nhẹ dạ non lòng nên mới tin vào lời hẹn ước của anh. Xin ơi, mang kiếm rồi có nợ
không kiêng phần số đã định rồi. Bà bầu ơi, thành thật chúc cậu hai vui dày duyên mới. Bà bầu ơi, dạng khi muôn đời con không bằng đâu. Vì người con yêu có tội tình chi mà chịu xin đời em sẽ ra sao khi mưa gió dài dầu. Anh luôn mong sao mình là một cánh chim bay đến cánh đồng bất tận cùng những người yêu để tìm hạnh phúc tâm lai. Mong cho nơi anh sẽ mãi mãi bên em, hoàn cảnh thế nào cũng không thể chia cách tình anh dành cho em đi. Anh nguyện chung thủy đến trọn đời đón tiếp. Người trai đắng muốn tìm đau, anh biết xa chẳng xa đời. Anh nói chi những lời nghe cay đắng. Xa anh rồi thì chẳng dẫn tôi đến. Làm sao em không nói chi ta anh. Xin ơi, nghe nói nè, đừng bỏ anh nghe Trinh. Chị Hai à, chị nên nghĩ cái cách thành ba. Cách thành ba chọn của chị đó chị Hai. Chị hãy chị chữ hiếu đi chị Hai. Phải, ba của tôi, tôi vui hòa lệ mặn. Củ dây gầy gà trong nuôi con. Không lẽ nhìn chị quý tình. Em ơi, dù cho giận đổi sao dời anh nguyện yêu em. Dù cho bão tố phong ba, anh không thể nào xa em được. Bà bầu, con xin ba bầu hãy thương mà cho con được cùng với mong tình kết nghĩa cho chồng. Trên nơi gió trắng hẹn hề cùng mình tấm lòng nhau. Sao phải chịu thương đau khi chia lìa đôi nghe. Dầu cho cậu Hai à, cậu Hai. Dạ. Tôi xin cậu, cậu hãy về đi. Bà bầu, anh em chuẩn bị đưa đồ lên lui ghé. Chị ơi, anh Tiến, đừng, đừng mà. Mấy anh chị, cho tôi theo với, cho tôi theo với. Bà bầu ơi, bà bầu cho con theo với. Bà bầu ơi, từ nay con là người trong đoàn, nếu không được là con rể thì xin bà bầu hãy cho con là người xem như con như là người thân thuộc. Để mỗi ngày con được nhìn thấy mộng Trinh, dù có chết con cũng không bao giờ quên đơn đó đâu bà bầu à. Cậu Thiên à, cậu rất đủ tư cách để tôi nhận làm con rể bà bầu, nhưng để làm cha vợ thì thiệt tình tôi không dám. Cha con tôi và cái gánh tranh thạch quan này đã khổ nhiều rồi, chỉ chờ đợi sự bình an khi dọn qua bến khác. Bà bầu ơi, con tình nó chỉ mới đèo cao thôi, mà chút nữa cái gánh tranh thạch quan này tan nát. Nếu đổi cậu đi theo thì chúng tôi chịu sao thấu. Chịu sao thấu anh cái Tiến, áp lực của bà hội đồng. Bà bầu à, anh Tiến, anh gì chữ hiếu. Cậu Tiến, nếu cậu còn nghĩ chút nghĩa tình với con Trinh, xin cậu hãy quay về lo cưới vợ. Ông trời đã sắp đặt rồi, không tránh được đâu. Không, con không thể nào cưới vợ được. Nếu gì vì sức ép của gia đình, con và Trinh không thể nào thành chồng thành vợ được, thì thà là con phiêu bạt nỗi đôi để tìm quê làng. Anh Tiến, Trinh, Trinh, Trinh ơi, Tiến, anh Tiến, anh không bao giờ bỏ anh khỏi đây nha. Nếu con Trinh, Trinh sẽ vô trường. Trinh ngoài anh ra, Trinh không còn yêu anh.
em đừng bỏ anh mà. Lời lẽ của em làm anh tan nát cõi lòng. Chung thủy mà anh phụ bạc thì đất trời nào tha thứ. Anh Tiến, chắc lần thứ hai này vĩnh viễn mình không còn gặp nhau nữa phải không em? Anh Tiến, đành thôi anh. Em sẽ yêu anh trọn đời trọn kiếp. Anh Tiến về đi. Đời tôi kịp sống tha phương. Con thuyền xuôi nước lớn sẽ mang em xa bên bờ. Rồi em đâu có hay nỗi buồn tận đời. Anh đi. Thân là tôi kiếp nghèo bèo dạt mây trôi. Sang đùa là gắm. Giờ đây chia tay kẻ ở người đi, đôi mình đành chia ly. Nay xa nhau rồi, nhờ thời gian sẽ nhạt phai. Người ơi hãy về, đừng đơn lưu luyến nhau chi. Xa một cái yêu dấu ngày xưa bao kỷ niệm, giờ đây ôm nhớ thương đêm thầm gọi tên em. Xa một thời yêu dấu ngày xưa bao kỷ niệm, rồi đây ôm.